Xin chào quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình trải nghiệm sản phẩm ngày hôm nay. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn đó là bộ xịt lửa ấm của máy nổ RX160 và đầu bơm HS30. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem sản phẩm này có gì đặc biệt nhé. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy trước mặt tôi là bộ máy xịt lửa. Cái nó động cơ của máy là động cơ của Honda RX160, sử dụng động cơ là động cơ 4 thì một xi lanh nghiêng 25 độ với dung tích xi lanh là 163cc, sẽ sản sinh được công suất là 5.5 HP, cho ra số vòng quay là 3.600 vòng trên 1 phút, mạnh mẽ hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một số chi tiết của máy. Bình xăng của máy khá là bự, có thể được tới 3 phút 1 lít. Máy sử dụng động cơ dầu. E gió, cần ga, bobin, cột tắt mở máy, châm nhớt và xả nhớt. Và đến phần đầu xịt của máy, máy sử dụng đầu xịt HS30 cho công suất 2 HP với lưu lượng nước từ 30 đến 40 lít một phút. Số vòng tua của máy là từ 800 đến 1200 vòng trên 1 phút. Áp lực của nước từ 10 đến 40 kg trên cm². Chúng ta có thể thấy là đầu và máy được kết hợp với nhau qua bộ dây cu loa và bu ly. Và phụ kiện đi theo bộ máy này thì chúng ta có thể thấy là bộ phốt dành cho đầu bơm và đầu mục có bu ly dành cho máy nổ. Chúng ta có thể thấy là có dây hút và dây xả đi theo máy. Bộ xịt lửa là sản phẩm chuyên dụng dành cho công nghiệp và nông nghiệp như là xịt lửa ô tô, xe máy, xịt thuốc trừ sâu. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.